Quang Hải. Rồi mặc phố rồi. Hai đội bóng, hai màu sắc, nhưng mang trong mình chung một lòng nhiệt huyết, chung một sức trẻ và chung một khát khao khẳng định vị thế. Sau 8 năm, một câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu lại tới Việt Nam. 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giao hữu quốc tế, đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, đội bóng hàng đầu nước Đức, từng vô địch UEFA Champions League. Hai màu sắc chung một điểm hẹn, cùng trải nghiệm không khí bóng đá phong cách Bundesliga ngay tại Việt Nam. Trận đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media. Vé chính thức được mở bán vào ngày 26 tháng 10 năm 2022.